Đây, một đôi dạ của tàu Trung Quốc kéo vào lưới của đoàn lưới của mình mọi người ạ. Cái đoàn lưới của mình đang ngồi chắn dạ. Chạy vào cầu cơ thứ hai mới lùi ra. Đây vùng biển của Việt Nam nha mọi người. Mẹ Trung Quốc kéo hết ghê rồi. Bao xâm chiếm hết cả Việt Nam rồi. Đây, tàu kéo hết cả biển của Việt Nam luôn mọi người. Kéo rất là dài và rộng.